Các bác thân mến, em đang có mặt tại ngã ba cầu 2 Trần Mậu. Ở đây nó là khu 1 của xã cầu 2 Trần Mậu, Đoan Hùng, Phú Thọ. Và từ vị trí này về đến nút giao đi lên cao tốc chỉ có 500m thôi. Đấy nhá, em quay một vòng cho các bác ngắm qua nhá. Và có một số người gọi đây là địa danh ngã ba Đồng Xuân các bác ạ. Không hiểu lý do vì sao. Có thể là người ở trong khu vực của thị trấn Thanh Ba thì gọi là đây là ngã ba cầu 2, nhưng ở nơi khác thì lại gọi là ngã ba Đồng Xuân. Có thể là bởi vì từ đây đi về đến nhà máy rượu Đồng Xuân thì nó chỉ có 10 km, tức là trung tâm của thị trấn Thanh Ba đấy các bác nhá. Nên là có một số người nhầm địa danh đó. Xin mời các bác lang thang cùng em từ ở ngã ba cầu 2 Trần Mậu đi về về thị trấn Thanh Ba các bác nhá. Let's go. Huyện Thanh Ba kính chào quý khách. Welcome to Thanh Ba. Chúng ta đi qua khúc cua này là bắt đầu tiến vào đường nút giao đi lên cao tốc. Nút giao nằm ở vị trí của xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ các bác nhá. Đó. Nút giao cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ. Đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ. Và ở vị trí của xã Đại An này nó có một đường đi lên cao tốc. Và xin lưu ý với các bác là cao tốc này không dành cho xe máy nhá. Thế mà cũng có một số các bác đi xe máy mà dám vọt lên cao tốc thì em đến chịu với các bác. Các bác lưu ý là cái cao tốc không dành cho xe máy đâu. Nên là đó, đây em quay lại một vòng cho các bác nhá. Nào, okay. Cao tốc đây. Biển cấm xe máy rồi, xe thô sơ đã được răng lên hết rồi. Thời điểm này nút giao này đi lên cao tốc này là đã phun biển bảng rồi các bác nhá. Đợt trước em có chia sẻ thông tin là một số những hình ảnh của đường tuyến đường cao tốc. Xin lưu ý với các bác là cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ là không thu phí. Đường gom này thì vẫn chưa được làm xong này, các bác này. Hành lang hai bên rãnh nước đã được hoàn thiện rồi, nhưng mặt đường thì vẫn chưa được trải thảm, trải nhựa. Có thể là ở đầu phía hai bên đi vào vẫn còn đang trong giai đoạn chờ thi công. Về cơ bản là biển bảng thời điểm này đã hoàn thiện hết rồi, nên là các bác đi lên cao tốc thì các bác cứ chú ý biển bảng. Khu vực này là khu địa phận này là địa phận của xã Đại An, và đây nó nằm đây là thuộc khu 3 của xã Đại An các bác nhá. Đó, chúng ta đang từ ở ngã ba cầu 2 đi về thị trấn Thanh Ba đây. Tín hiệu của mùa xuân vẫn đang còn đâu đó ở hai bên đường. Hoa đào vẫn cắm rải rác ở hai bên đường này. Đó.
Vị trí này vẫn hay gọi là dốc Cầu Cao. Ngày xưa cái dốc này cao lắm các bác ạ. Nhưng mà sau một vài lần làm đường thì mặt đường đã được hạ thấp xuống rồi. Nhưng ngày xưa phương tiện đi lại nó khó khăn thì dốc này là một cái dốc rất là cao, nên là gọi là dốc Cầu Cao của xã Đại An. Có thể là đợt tới nữa đây là chợ của Đại An sẽ chuyển về khu vực này các bác này. Đó, cái chợ đấy nhá. Ở đây thì có một số hộ gia đình của khu tái định cư đã về ở đây rồi đây này. Vì một số hộ dân được đền bù ở đất của đường cao tốc và đất của dự án khu công nghiệp nên là đã di chuyển ra đây. Cả khu này nữa các bác này, người dân đã làm nhà khá nhiều ở đây này. Đó các bác thấy không, ôi cảnh đào nhiều hoa đẹp quá. Giai đoạn của huyện Thanh Ba từ năm 2023 cho đến 2030 đang trong thời kỳ phát triển đổi mới. Rất nhiều xã được nhà nước quy hoạch và có những khu công nghiệp nhằm phát triển kinh tế của cư dân đi lên. Đấy, cảnh đào hôm nay mới nở đẹp kìa các bác kìa. Đây cũng là một khu tái định cư nữa các bác nhá. Đó, khu tái định cư của dân này. Khi mà nhà nước đưa những khu công nghiệp về gần với dân thì dân mới phát triển được. Người nhà có con em đi làm khu công nghiệp, kinh tế phát triển. Đây vẫn là khu vực của xã Đại An các bác nhá. Đó. Bên kia là cụm công nghiệp các bác kìa. Chúng ta đi qua khúc cua này là sẽ bước vào vị trí tiếp giáp là xã Năng Yên, xã Quảng Yên, xin lỗi các bác, xã Quảng Yên nhé. Xã Quảng Yên của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ở đây là địa phận của khu đoàn kết xã Quảng Yên. Và đặc biệt ở vị trí này có khu đất tái định cư đấu giá. Em sẽ đi vòng vào khu đất đấu giá này cho các bác ngắm qua một.
Rồi các bác ơi, đây là khu đấu giá nhá. Khu đất này hiện tại bây giờ vẫn đang trong thời kỳ được đấu giá. Có một hộ gia đình đã về ở đây rồi, đây này các bác này. Vậy là hộ này là hộ ở băng thứ hai các bác nhá. Đó. Tín hiệu của bất động sản thời điểm này cũng đang có dấu hiệu khởi sắc rồi. Các bác có nhu cầu đầu tư thì nên nghiên cứu nhanh đi nhá. Đó. Giá đất ở khu vực đấu giá này cũng không quá cao đâu. Đâu đó khoảng 4,5 triệu trên 1 mét vuông. Và rất gần với khu công nghiệp. Đường xá đi lại thuận tiện, các bác thấy không? Ok. Rồi. Chúng ta lại tiếp tục quay về địa phận của thị trấn Thanh Ba. Bên kia đây, trước mặt đây các bác này, đây cũng là một khu đất đấu giá các bác nhá. Đó. Ở đây có cây xăng của xăng dầu Việt Thắng các bác này. Đó. Cái khu đất đấu giá này rất là dễ tìm, bởi vì ở đây nó là có cây xăng. Đường xá thì đi lại thuận tiện, rộng thênh thang. Cành đào này, cây đào này các bác ơi. Cả một cây đào rực hoa. Thời tiết hôm nay có vẻ ấm lên rồi. Buổi sáng thì ở khu vực này là có mưa nhưng bây giờ là nắng lên rồi các bác ạ. Đó. À, trước đây gọi là Ủy ban Nhân dân xã Thái Ninh. Ở đây là trường mầm non các bác nhé. Đấy, ở đây này. Trước đây gọi là xã Thái Ninh nhưng mà sau khi được liên kết, gọi là hợp ba xã lại với nhau. Đó, đây là Ủy ban Nhân dân xã Thái Ninh cũ này. Thì bây giờ gọi là xã Quảng Yên. Mọi người vẫn đang đi du xuân. Trường tiểu học Quảng Yên, điểm trường số 2 ở bên phía tay phải của Trường Thịnh. Đây là khu cây sa các bạn, đây là khu cây sa của xã Quảng Yên. À, có một số doanh nghiệp mà gỗ này. Và đặc biệt ở khu vực khu cây sa này các bác nhá, là có công ty giày da, nơi thu hút hàng ngàn học sinh, hàng ngàn công nhân viên. Sau khi mà các học sinh học xong cấp 3, nếu không có nhu cầu học tiếp và đi làm các công việc khác thì có thể
xin vào làm ở khu công nghiệp này. Khu công nghiệp này đáp ứng cho đây các bạn nhá. Khu công nghiệp này đáp ứng hàng nghìn công nhân lứa tuổi từ 18 cho đến 40. Đó. Một sự phát triển của huyện Thanh Ba trong những năm vừa qua ở những khu công nghiệp về để thu hút công nhân về đó. Đây có một cái ngã ba đi vào xã Đông Lĩnh các bác nha. Đó, đó, đây đó, đi vào xã Đông Lĩnh này. Và chúng ta đến địa phận này là chúng ta đã bước vào địa phận khu 2 của thị trấn Thanh Ba rồi. Địa phận khu 2 của thị trấn Thanh Ba khá là rộng, nằm theo tuyến đường tỉnh lộ 314B các bạn nhé. Đoạn đường này là 314B ở trên địa danh địa chỉ của Gmap. Vào đây có một công ty bao bì, công ty may bao bì. Nơi đây cũng thu hút hàng ngàn công nhân. Các bạn trẻ không lo thất nghiệp, chỉ lo sức khỏe thôi. Đó, đây là công ty may này. Các bạn này. Chúng ta đang tiến dần về đến phần lõi của trung tâm thị trấn Thanh Ba. Thị trấn Thanh Ba trong năm 2023 vừa qua được đón nhận bằng nông thôn mới. Vậy là bước sang năm 2024, một sự phát triển thay đổi cho huyện Thanh Ba. Sự kiện của lễ đón bằng nông thôn mới có những sự kiện ví dụ như sự kiện gì đặc sắc, Trường Thịnh sẽ chia sẻ tiếp trên kênh vlog của Trường Thịnh cho các bác tham khảo. Chúng ta đang tiến dần đến trung tâm của thị trấn Thanh Ba. Ở đây có trường học, trường mầm non Hoa Hồng và trường cấp 2, rồi trường cấp 1. Trường tiểu học thị trấn Thanh Ba và các bác nhá. Đó. Và hướng ngược lại là trường mầm non Hoa Hồng của thị trấn Thanh Ba. Đoạn đường này là đoạn đường Phạm Tiến Duật các bác nhá. Đó, có một cái biển là thị trấn Hạ Hòa 21 km và thị xã Phú Thọ là 13 km. Và hôm nay thì em chia sẻ nhanh một cái clip từ ở ngã ba cầu 2 Đoan Hùng về đến ngã ba Đào Giã đây thôi các bác nhá. Đây là ngã ba Đào Giã. Rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Trường Thịnh. Xin hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.